Ngày 5 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 2000, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào tối ngày 30 tháng 6, lực lượng công an xã Mỹ Thành Trung, huyện Tam Bình, trên đường tuần tra đến địa phận ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thành Trung, thì phát hiện một xe mô tô chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi từ hướng quốc lộ 1 về tỉnh lộ 904, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra lập tức truy đuổi thì Hiếu ngồi sau cùng đã nhảy xuống xe chạy trốn vào vườn cây của người dân và bị tổ tuần tra khống chế bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ một cây dao tự chế, một khẩu súng và 5 viên đạn. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng. Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 6 tháng 7, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Vĩnh Long kết hợp với Công an phường 2 tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường Nguyễn Huệ thuộc phường 2 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển số có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ đối tượng ném túi màu đen vào bên trong nhà dân, lực lượng công an tiến hành khống chế bắt giữ. Kiểm tra bên trong túi thì phát hiện một súng ngắn, bên trong ổ đạn có 5 viên đạn. Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1999, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời khai nhận khẩu súng trên được mua trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng, mục đích để phòng thân. Vụ việc đang được lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.